下。Phải đi học lại rồi. Nastia, cùng ra ngoài chơi nào con. Ok. Trường rồi. Sao thế? Bơi giống Nastia nè. Dạ vâng ạ. Một, hai, ba, bốn, năm. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Một, hai, ba. Một, hai, ba, bốn. Phải đi học lại đó. Có chuyện gì sao Nastia? Ngày mai con phải quay lại trường rồi. Con đã chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai chưa? Bữa tiệc đó hả? Ngày mai chúng ta đâu có mở tiệc. Tiệc mừng con đi học lại đó. Con sẵn sàng nhận quà chưa nè? Quà sao? Hộp cơm mới nha. Wow. Ba lô mới nè. Vở mới nè. Bình nước mới nè. Hộp bút mới luôn. Và có bút chì mới nữa nè. Ta-da. Có thảy nè. Con phải thử mọi thứ ngay đây. Không được, phải để dành mai đi học chứ. Ngày mai mau đến đi nào. Chúc ba ngủ ngon. Mình phải đến trường á. Phải chuẩn bị đồ thôi. Con xong rồi nè. Phải. Chúc con học tốt. Chào con. Bye. Bye. Chào ba à. Thế nào rồi? Dạ tốt. Con đã có nhiều bạn rồi. Cùng ăn mừng nào.
chào mừng con lên lớp 3, Nasia. Tuyệt quá!